sau tai nạn với xe bồn trên đường Nguyễn Văn Linh ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc xe máy siêu vẹo hư hỏng nặng, hai người ngồi trên xe máy không qua khỏi. Bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn, giao thông qua khu vực này kẹt xe kéo dài. Ngày 26 tháng 8 năm 2024, Công an huyện Bình Chánh điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa xe bồn và xe máy xảy ra trên đường Nguyễn Văn Linh khiến hai người chết. Theo thông tin ban đầu, hơn 14 giờ cùng ngày, xe bồn mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh chạy trên đường Nguyễn Văn Linh. Khi đến giao lộ đường Nguyễn Văn Linh và Quảng Trọng Linh thuộc xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, đoạn qua chợ đầu mối nông sản Bình Điền, thì va chạm với xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Sóc Trăng. Vụ va chạm khiến hai người cùng đi trên xe máy gồm một nam một nữ chết tại chỗ. Nhận tin báo, trạm cảnh sát giao thông Tân Túc thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an huyện Bình Chánh có mặt phong tỏa giải quyết hiện trường. Công an cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn cũng như xác định danh tính người chết. Theo người dân, cả hai nạn nhân đã ngoài 50 tuổi, đang trên đường chở nhau đến chợ Bình Điền để lấy tỏi về bán thì xảy ra tai nạn thương tâm. Xe container chạy song hành với xe máy trong giờ cấm khiến người dân bất an. Và trong những ngày mưa như thế này, nguy hiểm lại càng tăng thêm. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, tại đường Mỹ Phước Tân Vạn, từ đoạn giao với đường Phú Lợi đến đường DT743A và đường DT743, từ cầu vượt Sống Thần đến ngã tư Miếu Ông Cụ, thuộc địa bàn thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, các tuyến đường này cấm xe container lưu thông từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30. Cấm xe tải từ 10 tấn trở lên, trừ xe kéo rơ móc và xe semi rơ móc từ 11 giờ đến 13 giờ hàng ngày. Tuy nhiên, có mặt trên đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30 ngày 26 tháng 8 năm 2024. Chúng tôi ghi nhận chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có hàng chục xe container đi vào đường cấm mặc dù có biển báo ngay phía trước. Được biết, khu vực này thường xuyên có lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra xử lý vi phạm. Tuy nhiên, các xe container chỉ chấp hành khi có mặt cảnh sát giao thông. Tương tự tại đường DT743, từ 6 giờ đến 8 giờ sáng ngày 27 tháng 8, cũng có hàng chục xe container đi vào đường cấm. Thượng tá Trần Phương Toàn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Bình Dương cho biết, để xử lý triệt để tình trạng xe vi phạm trong khung giờ cấm trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn, ngoài việc ý thức chấp hành của tài xế, sự tăng cường tuần tra xử lý của lực lượng công an, thì cần phải khắc phục những bất cập về vị trí cấm biển cấm. Còn Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng phòng Công an thành phố Thuận An cũng bày tỏ, muốn xử lý dứt điểm tình trạng xe đi vào đường cấm theo giờ cần phải bố trí thêm nhiều bãi đậu xe dọc tuyến đường DT743, quốc lộ 13 và đường Mỹ Phước Tân Vạn. Hiện tại, Công an thành phố Thuận An phối hợp với khu công nghiệp V-Ship 1 bố trí một bãi đậu xe miễn phí trong khu công nghiệp với số lượng có thể đậu được khoảng 200 xe. Tuy nhiên, Thượng tá Phạm Quang Trưởng cho biết, thành phố Thuận An là địa bàn tập trung các khu công nghiệp, số lượng xe container rất lớn nên cần phải có thêm nhiều bãi đậu xe miễn phí để có thể đáp ứng được nhu cầu cho xe container đậu chờ hết giờ cấm. Thưa quý vị, Sát Thủy là cái tên được nhiều người biết đến, là thành viên trong chương trình Sát Tăng Việt Nam với vai trò là nhà đầu tư chính trong chương trình. Đến năm 2023, ông bất ngờ bị nhiều người tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng và đã bị cơ quan cảnh sát điều tra, tức C03 Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam vào ngày 26 tháng 3 năm 2024 cùng với ông Đặng Văn Hiền, trưởng ban quan hệ cổ đông công ty eGame để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ việc này, chiều 27 tháng 8 năm 2024, thông tin từ Bộ Công an cho biết Bộ này đã phát đi thông báo tìm bị hại, đề nghị những bị hại liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn giáo dục eGroup, gọi tắt là tập đoàn eGroup và công ty cổ phần đầu tư và phân phối eGame, gọi tắt là công ty eGame, khẩn trương liên hệ với C03. Theo thông tin từ Bộ Công an, thì C03 đang điều tra vụ án xảy ra tại hai doanh nghiệp này. Bước đầu C03 xác định từ năm 2015 đến năm 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy, tức Sát Thủy, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn eGroup, công ty eGame và đồng phạm đã dùng pháp nhân công ty eGame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn eGroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch như bán cổ phần, nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản, bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản, vay mượn tiền nhà đầu tư, đảm bảo bằng sở hữu cổ phần. C03 xác định những nhà đầu tư này đều là bị hại trong vụ án. Để điều tra, kết luận vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, C03 đề nghị những bị hại chưa đến làm việc, trình báo và cung cấp thông tin, hồ sơ, chứng từ,
trong việc mua, cho vay, bảo đảm bằng sở hữu cổ phần tập đoàn E-Group, khẩn trương liên hệ với C03 theo địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội hoặc số điện thoại 0993093865 để được hướng dẫn. Bộ Công an cho hay nếu hết thời gian điều tra vụ án mà bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu thì C03 không xem xét giải quyết trong vụ án. Thưa quý vị, tin đồn về việc Bộ Y tế sẽ xử phạt người độc thân vì không sinh con đã khiến mạng xã hội xôn xao những ngày qua. Và trong thông cáo báo chí phát đi chiều 27 tháng 8 năm 2024, Bộ Y tế đã chính thức bác bỏ thông tin này. Theo đó, Bộ Y tế khẳng định đây chỉ là tin đồn bịa đặt, không có thật và hoàn toàn không có cơ sở. Vâng, nói cách khác là những ai chưa có người yêu, chưa có gia đình thì cũng chưa cần phải lo lắng về việc phải viết đơn xin gia hạn thời gian độc thân, đúng không ạ? Nhưng mà cũng từ thông tin bịa đặt này mà vấn đề độc thân ở Việt Nam trở thành vấn đề được bàn tán sôi nổi. Việt Nam đang chứng kiến tình trạng độc thân ngày càng gia tăng và nguyên nhân không chỉ đơn thuần là do các bạn trẻ muốn sống tự do hơn, còn nhiều lý do khác như là khó khăn trong việc nuôi dạy con cái ở các thành phố lớn. Nhiều người cho rằng sống ở thành phố lớn giống như đi trên dây, từ việc tìm chỗ gửi xe cho đến việc nuôi dạy con cái. Tại sao lại như vậy? Đầu tiên, chi phí sinh hoạt ở các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội không phải là chuyện nhỏ. Giá cả leo thang khiến nhiều gia đình cảm thấy như họ đang trong một cuộc đua marathon, không có điểm dừng. Khi chi phí cho việc nuôi dạy trẻ ngày càng cao, không chỉ chi phí học hành mà còn cả chi phí cho những món đồ không thể thiếu như đồ chơi, sữa, quần áo và cả các khoản phí phát sinh khác. Có vẻ như việc nuôi con không còn dễ dàng như trước nữa. Cộng thêm vào đó, áp lực công việc cũng không hề nhỏ. Với một xã hội ngày càng phát triển, yêu cầu công việc ngày càng cao khiến nhiều người cảm thấy việc chăm sóc con cái là một gánh nặng, đồng thời với việc đạt được thành công trong sự nghiệp. Do đó, việc lập gia đình và nuôi dạy con cái có vẻ như trở thành một điều xa xỉ trong bối cảnh này. Vâng, giờ thì quay lại vấn đề xử phạt người độc thân. Dù thông tin này không có thật, nhưng nó đã khiến chúng ta suy nghĩ về vấn đề dân số một cách nghiêm túc. Bộ Y tế đã khẳng định rằng, thay vì xử phạt, họ đang nghiên cứu các chính sách hỗ trợ và khuyến khích người dân sinh đủ hai con để duy trì mức sinh thay thế. Chính sách này nhằm đảm bảo rằng chúng ta có thể duy trì sự phát triển bền vững của dân số trong tương lai. Và thưa quý vị, nói thêm về các chính sách, xin đừng quên là nếu như bạn thấy mình bị lôi kéo vào việc lan truyền tin đồn giả mạo về việc xử phạt thì hãy cẩn thận. Theo quy định hiện hành, việc phát tán thông tin sai sự thật không phải là trò đùa. Nó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả việc bị xử phạt theo pháp luật. Vì vậy, hãy luôn kiểm chứng thông tin trước khi nhấn chia sẻ. Những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.